Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thầy thuốc của bạn. Chương trình được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới với số ca nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng. Virus biến chủng mới xuất hiện có đặc điểm lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Đến nay thì đại dịch COVID-19 đã lây lan và bùng phát tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với trên 177,3 triệu người mắc, trên 8,3 triệu người tử vong, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống xã hội, giáo dục và kinh tế của mỗi quốc gia cũng như toàn cầu. Ở Việt Nam, tính đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng 6 đã có 11.304 ca mắc. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 8.087 ca. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có đủ vaccine để tiêm chủng rộng rãi trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch song song với hoạt động hàng ngày của các cá nhân, tổ chức, tập thể là hết sức cần thiết, đặc biệt là tại khối các văn phòng trụ sở làm việc. Để đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành cuốn sổ tay phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới. Trong đó có nội dung hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại trụ sở làm việc, bao gồm văn phòng, công sở. Theo sổ tay hướng dẫn, thì cán bộ công chức, viên chức, người lao động không tới công sở khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đeo khẩu trang khi đến trụ sở làm việc và khi ra về, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tiếp xúc phù hợp ngoài trụ sở làm việc, không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho hắt hơi, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh, tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc. Đối với khách đến thăm và làm việc tại các cơ quan đơn vị, không được đến trụ sở làm việc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến và sau khi ra về, thực hiện giãn cách phù hợp khi đến thăm và làm việc, thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết ứng dụng khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khai báo y tế theo yêu cầu của trụ sở làm việc. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động, tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và khách đến thăm và làm việc trước khi vào trụ sở làm việc, thực hiện hướng dẫn khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc nếu thấy cần thiết và các trường hợp người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, thực hiện bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp, đẩy mạnh họp trực tuyến, hạn chế các cuộc họp không cần thiết. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hình thức làm việc trực tuyến tại nhà tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Vệ sinh khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với bàn ghế, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng làm việc, phòng họp, khu vệ sinh tối thiểu 2 lần một ngày hoặc khi cần thiết. Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng, tại các khu vệ sinh. Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày, nghiêm cấm khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tổ chức kiểm tra giám sát, đôn đốc các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại trụ sở. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại trụ sở làm việc, mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà và cho cả cộng đồng. Thưa quý vị, từ ngày 12 tháng 6 năm 2021, tỉnh Cao Bằng bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 NDCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.
Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn khuyến cáo những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế và UNICEF phối hợp thực hiện. Trước khi tiêm chủng, hãy mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế sử dụng trong thời gian gần đây. Tải ứng dụng sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh Android, iOS, khai báo thông tin cần thiết. Đảm bảo việc thực hiện thông điệp 5K khi đi tiêm chủng. Ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm chủng. Chủ động thông báo cho cán bộ y tế các thông tin sức khỏe cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại như đang bị sốt, mắc bệnh cấp tính, các bệnh mãn tính mắc phải hoặc đang điều trị, các thuốc, liệu trình điều trị đang hoặc đã sử dụng gần đây, tiền sử dị ứng hoặc phản vệ với bất kỳ tác nhân nào, các vaccine tiêm hoặc uống trong vòng 14 ngày qua, có đang mang thai hoặc cho con bú nếu bạn là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Chủ động tìm hiểu và hỏi cán bộ y tế về loại vaccine phòng COVID-19 bạn được tiêm và lịch tiêm mũi tiếp theo. Các dấu hiệu có thể xuất hiện sau khi tiêm chủng và cách xử lý. Cơ sở y tế và số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi tiêm chủng, theo dõi sức khỏe bản thân sau khi tiêm chủng. Ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm chủng. Khi về nhà, nơi làm việc, cần chủ động theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau tiêm. Bạn có thể có một số dấu hiệu thông thường sau tiêm vaccine phòng COVID-19 như sau. Sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, ngứa, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm, bồn chồn. Đây là các phản ứng thông thường sau khi tiêm vaccine COVID-19. Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 là hiếm gặp. Dấu hiệu nghiêm trọng xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ở miệng, tê quanh môi hoặc lưỡi, ở da, phát ban, môi mẩn đỏ, tím tái hoặc đỏ da, ở họng, ngứa, căng cứng, tắc nghẽn. Đường tiêu hóa, nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng, thở dốc, thở khò khè, thở dít, khó thở, cảm giác nghẹt thở. Dấu hiệu thông thường diễn biến nặng lên sốt cao trên 39 độ, sưng, đỏ lan rộng tại chỗ tiêm, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, nếu bạn gặp các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường nêu trên, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời. Quý
vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Thầy thuốc của bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.